lịch ngay tốt hôm, tháng 7 âm là tháng cô hồn cũng là mùa thất tịch, nhưng xem tử vi tháng cô hồn thì bốn con giáp dưới đây tình duyên ảm đạm, khó được hạnh phúc. Con giáp này có lẽ sẽ phải rơi không ít nước mắt khi mà đường tình duyên càng đi càng bất lợi. Xem tử vi tháng cô hồn, người tuổi Dần dù còn độc thân hay đã có đôi thì đều không được như ý trong chuyện tình cảm. Người độc thân có không ít người hâm mộ vây quanh, nhưng hiền nỗi vẫn lắm mối tối nằm không. Xem vận hạn tháng cô hồn của 12 con giáp, bản mệnh cần đề phòng hòa đào hoa dữ. Tuy nhiều người tán tỉnh nhưng người thực tâm thực dạ với mình thì chưa chắc đã có. Chớ nên ham chút kích thích mà biến mình trở thành con giáp thứ 13. Các cặp đôi không chiến thắng được khoảng cách cả về thời gian và không gian. Sự xa cách sẽ khiến cho tình cảm càng ngày càng phai nhạt, nhanh chóng làm mối quan hệ tan vỡ. Riêng những người đã kết hôn thì có lẽ cần nhanh chóng hâm nóng lại tình cảm lứa đôi trước khi quá muộn. Nhưng sai lệch về tâm sinh lý khiến cho vợ chồng khó bề hòa hợp, xung đột mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng đang gặp phải nhiều vấn đề, cần phải dành nhiều thời gian và tình cảm để giúp cho mọi người có thể hiểu nhau hơn, thay vì trách móc, oán hờn nhau. Theo dõi tử vi tháng 7 âm lịch, người tuổi Hợi gặp phải đủ chuyện không như ý, trong số đó có chuyện tình cảm. Bản mệnh và người ấy có nền tảng tình cảm vững vàng, nhưng sau bao sóng gió dập vùi, chỉ e rằng tình cảm ấy chẳng còn được bền vững như mọi người lầm tưởng. Càng cố gắng cứu vãn thì sự thể càng thêm tồi tệ, đôi bên hiểu lầm sâu sắc về nhau. Dù còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng như hai con nhím ở bên nhau chẳng thể nào sưởi ấm cho nhau mà không khiến cho người kia tổn thương với trái tim rỉ máu. Tất nhiên mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn, song duyên phận mong manh, nếu không khéo léo thì chỉ đành chấp nhận tan vỡ. Người độc thân chưa được thỏa nguyện trong tháng cô hồn này. Dù bản mệnh thực tâm thực dạ muốn có người cùng bầu bạn nhưng duyên chưa tới, đành chấp nhận cô đơn. Trong tháng có ngày lễ thất tịch. Nếu chưa biết thất tịch 2018 vào ngày nào, kiêng kỵ điều gì để luôn bình an, may mắn trong tình yêu, bạn nên tìm hiểu càng sớm càng tốt. Theo dõi tử vi tháng cô hồn của người tuổi Mão, có vẻ con giáp này đang phải chịu nhiều áp lực khiến cho bạn tính vốn nhu hòa cũng trở nên khắc nghiệt hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Bản mệnh tâm trạng thay đổi thất thường, dễ cảm thấy khó chịu chỉ vì đối phương làm chuyện gì đó không vừa ý mình. Đôi bên cùng không hài lòng với thái độ của người kia nhưng không tìm được cách để giải tỏa. Các cặp vợ chồng bị cuộc sống cơm áo gạo tiền làm cho hoa mắt chóng mặt, về nhà lại phải lo lắng chuyện con cái nên càng thêm căng thẳng. Xung đột cũng từ đó mà nảy sinh. Tranh cãi, bất đồng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhưng vẫn cứ tiếp tục phát sinh. Người độc thân có nhiều mối quan hệ với người khác phái nhưng càng như vậy lại càng không xác định được đối phương có yêu, có thương mình thật lòng hay không. Hoang mang lập lờ giữa đôi dòng nước, tuổi Mão chẳng thể nào lựa chọn được một nửa cho mình. Tham khảo thêm bài lễ cầu duyên ở cửa Quan Âm Bồ Tát cho cô gái chưa chồng. Lịch vạn niên tiết lộ tháng cô hồn 2018 này sẽ là thời điểm mà đường tình duyên của con giáp này vô cùng ảm đạm, chẳng thể tìm thấy điểm khởi sắc đáng ra phải có. Các cặp đôi có nhiều rào cản ngăn cách tình cảm phát triển. Bản thân hai người không có vấn đề gì, nhưng những yếu tố xung quanh tạo ra đủ rắc rối mà nếu không khéo léo giải quyết thì chuyện tình cảm giữa hai người khó bề mà thuận lợi phát triển. Đây cũng chính là thử thách mà ông trời dành cho duyên phận giữa bản mệnh và người ấy. Nếu tình cảm của tuổi Tuất đủ lớn thì sóng gió dù lớn đến mấy cũng chẳng thể vùi dập mà còn khiến cho hai người càng thêm gắn bó nồng nàn bên nhau. Còn lỡ như tình cảm nhạt nhòa thì chuyện chia lìa đôi ngả cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người độc thân mải mê với nhiều vấn đề riêng tư khác mà quên lãng chuyện phải tìm cho mình.